xin chào cả nhà nhé. Để nói đầu tiên thì cho phép bốn anh em mình gửi lời chúc sức khỏe cho tất cả mọi người nha. Thì hôm nay thì anh Trọng ảnh đi đánh lưới rồi cả nhà. Ở nhà có bốn anh em mình, nay có anh Tài tham gia với mấy anh em mình nè. Đây thì mình tập này mình săn bắt trên bờ rồi cả nhà. Chắc mai mới xuống sông lại đi đánh cầu mà dính gà. Ngày thì cũng thắt quá. Nay lên bờ mình đi bắt cua đồng ha. Thì nếu mà bắt cua đồng có thì anh em mình sẽ nấu một cái nồi cháo nha cả nhà. Cũng lâu dữ lắm rồi mấy anh em không ăn cháo cua đồng nè, thấy thèm nữa. Hôm nay mình sẽ đi ra cái vườn ổi của ba anh Trọng để mình đi bắt cua nha cả nhà. Nên mình xuất phát đi hồi nắng nha. Cái vườn hành này lúc trước thì mình cũng có mua giải cứu một lần. Mà năm nay ông cậu cũng đặt dừa vô hết rồi. Nghe chắc tình hình này chắc mấy cây hành này sống chắc không thọ đâu. Thấy hàng dừa này thì hiểu rồi nè. Tại vì hành nó rất là rẻ nha cô chú anh chị. Lúc trước mua cho ông cậu, cậu nói muốn trả nhiều trả à. Chứ giờ người ta không mua. Hành này trái mới giữ nữa nè cả nhà. Chùm chùm nha. Có một số nơi gọi là trái tắc á. Ở đây thì anh em mình kêu bằng trái hành. Ừ, cái này ép nước mía uống ngon, muối uống cũng ngon. Hay là mình nấu canh chua, nấu lẩu. Cá kho lạc nặng mi vô miếng cũng ngon nữa. Tại vì nó có cái vị chua giống như cái chanh vậy đó. Cua bây giờ sao làm hang sâu thế? Quá chừng trái luôn. Trống à. Rồi, ôm trứng vậy? Không có. Cái à. Đưa tay vô kẹp thứ rồi mà. Ok, con đầu tiên, con này con cá nhưng mà nó không có ôm trứng. Ô, con này đẻ rồi Khi ơi. Con này đẻ rồi cả nha. Tưởng không có ôm trứng thì mình thả nó lại. Đẻ rồi mình có quyền mình bắt. Ờ. Lắp lại. Lắp đất lại. Môi ra và mình lắp lại. Em có trồng này á. Đâu? Ừ, hang cua nó nhém này kìa. Ừ, đúng rồi. Môi ra có lỗ rồi. Chà bá luôn. Ui ui. Dạ. Chứng cặp cái khẽ. Dạ, thằng này tàu dữ á. Con nhất luôn kìa. Bận nhé. Rồi. Ba con rồi nè. Công trình của anh Trầm nãy giờ nè. Chơi kẹp á. Buông ra đi. Rồi. Rồi, hang bích đùng của anh Trầm có nè. Hang bích đùng là lụm nha. Cua này cái nè, cua này cua ngon nè. Cua này cua tím. Mình lắp lại. Đó, nha. Được nha. Được rồi. Ừ, sao không có càng kình ha. Đang phân nữa. Đi đi cầm cho. Năm con rồi. Vậy đẹp hả? Tôm dâm hả? Kẹp chưa nhỉ? Dễ gì? Dễ gì rồi? Có gì càng kinh kẹp. Đó. Lên cua. Mất tiêu rồi. Rồi còn cũng bự không ha. Thả thiệt. Ngu quá. Này nấu uống riêu cũng ngon nè kìa. Chính xác. Nó là bạch hầu cũng uống riêu. Giải gì giờ ai nấu uống riêu cua đồng không đâu. Có mình đi tự săn bắt mình có mình nấu á. Ở chợ người ta có bán cái riêu cua nha. Ừ. Riêu cua mà kiểu như cái dạng đó không phải là dạng tươi sống đó nha, cái dạng thực phẩm á.
Thôi bỏ đi. Thôi đó hết chưa vậy. Hàng bóng bóng. Mình không có trong nghề. Đây thì ông cậu cũng có chồng ổi. Mà ổi năm nay tháng này cũng chưa vô mùa nữa cả nhà. Cái nhỏ nhỏ không? Cũng chậm lắm. Này ông cậu xen vừa vô từ từ chứ cũng đúng. Gì vậy? Đổ tay. Rồi cua đâu? Lúc tay này vô làm cái nữa nè. Cái gì tới nữa. Cái này dẫn người ta đi bắt chùa với ba khía rồi đó kìa. Chính chưa? Chưa. Chín con kìa. Nè. Con dễ ăn không phải lâu dữ vậy. Tới ông bắt cá. Đây hỗ trợ cho. Ôi. Cái càng kìa. Ăn cua cái gì mà lớn là bự rồi nè. Đúng rồi đó. Đấy đó. Ở đây á cả nhà, đây những cái người mà lớn tuổi á thì đa số người ta sẽ đặt dừa vô mấy cái vườn mà kiểu như những cái cây trái có quyền lợi mà nó không có giá là người ta sẽ phá hết. Ta trồng dừa để về già sau này tới tháng vẻ, tới tháng vẻ cũng có tiền xài. Mà dừa nó cũng không có cực như mấy cái loại trái cây này nữa. Dừa thì chỉ có rễ phân sơ sơ thôi. Ừ. Còn mấy cái loại này phải tỉa cành, cưa đọt, phải bọc, rồi xịt thuốc tùm lum hết. Dừa tới tháng lạnh à. Bởi vì mấy ông lão mà lớn lớn tuổi thì hay có vụ mà đặt dừa vô vườn lắm. Đau rồi. Kẹp hoài. Nè thứ này kẹp nè. Ôi ôi ôi. Cô đợt, cô đợt. Cô đợt. Hàng chi nó nhép. Chơi kỳ quá. Không vui. Bằng ngàn trăm. Để giúp hai này nè. Rồi rồi. Động sâu quá. Động nó chạy vô giống như. Cái. Thấy phải không? Ừ. Có tới đâu. Có hả? Cái đầu tới. Để em đi vô chảo mà. Không sâu. Ui, rồi. Rồi. Ngồi gần khẽ bắt cua bằng giò luôn nè. Bắt cua bằng giò luôn. Ông vô kẹp cho đã đó, nó mệt đó. Lôi ra. Cái này nhỏ quá là thọc cái giò giống được. Bắt con đường vô. Trời trời. Ở đâu vậy? Con vườn này có căn lửa luôn. Đúng sai bắt cả đó. Con này hút sai rồi. Trong cái hang á gì anh Tài? Ủa Tại có đụng cua không vậy Tại? Có, đụng nó chụp không kịp á. Có vụ mình không vậy? Đấy. Mình không đụng chơi. Cũng hả? Ừ. Không có hang ở đây nè. Hang nào? Ở cái hang này nè, có đụng cua. Sao mình không đụng? Rồi. Ai... Không kém kìa, không kém đó. Tại chân anh Tài anh đụng tôm búng ở đây nè. Cua. Đụng hả? Thôi con càng lửa, đã quá. Nó sình rồi. Không lẽ nó lụi xuống sình. Đụng rõ ràng luôn. Để bắt thử cái hang này con ngà để thôi Tài, lỡ Tài nói Tài vụ mình đó. Nó vậy đó. Chút xíu nữa cua này đi ra lỗ luôn rồi. Mới đụng càng hả? Mới đụng cái càng à. Nhĩ nói gì kìa. Kẹp nhau rồi, đáng sợ nữa. Đọc. Đây. Đưa đây, đưa đây. Đây mới đụng càng à. Chân kỹ vậy. Không tới tay này. Cái này chạy đâu. À. Ừ. Tới nữa. Không tới nữa hả? Phải rồi. Không tới thiệt thì dành này. Bắt cái này nhớ bắt cái gì ra? Cám sao hả? Cám sao. Nhí hay thiệt quá.
kẹp cái nữa nè. Thôi kể đi. Cũng khó chờ. Cùng hả? Ừ, cùng tới đất cứng. Ồ, vậy Tài có rồi. Anh Tài có chắc rồi đó. Có rồi. Tài ra luôn rồi. Ừ. Cô đỡ. Cái hả? Hết đùng. Hai có em. Rồi, có rồi, có rồi. Chỉ sao nín thinh vậy trời? Có rồi, có rồi, có rồi. Nè, hang bích đùng nè. Ờ, cái hang bích đùng này cả nha. Là cái hang cua mà nó đùng bích cái miệng lại á. Bích đùng đó Tài ơi. Nè Tài. Tài, Tài, Tài. Đó, đó, đó. Ừ. Con này bự ra. Được không? Ừ. Chú Nhí thì cũng vẫn đang đào và móc. Tới rồi, tới à? Tới đấy. Thử cho. Rồi. Cô như hàng cá ngát. Còn gỗ trở cái hang này bự. Dạ, anh đục cái này, anh đục cái này. À, nó cũng vô nữa rồi. Lấy cây chọt chọt đó. Lấy cây chọt đó. Cô này bự. Đừng gãy càng nha. Rồi gãy cái càng luôn rồi. Gãy đi. Lối ra được rồi. Gãy càng đâu, hai càng đó. Ôi, cô cần kinh. Cô đâu? Nhưng mà càng càng tơ, càng kinh như cũng còn tơ nha cả nhà. Cô cần kinh cái càng nó to hơn nữa. Ừ, dương càng sẵn nè. Ồ, im. 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 Ngút vô hả? Dạ. Yeah. Kẹp chưa? Chứ rồi, không có kẹp. Con này không có kẹp à? Ừ. Cái này cua trọng trọng không người ta? Cá nhiều. Ừ. Thời gian luôn đó. Chết cái gì chết. Hử? Tôm. Tôm mới thì kìa. Nữa hả? Ừ. Trứng rồi, trứng rồi. Rồi. Trứng rồi. Bầu hả? Thả không đi. Bầu nuôi mương đi. Nuôi mương luôn. Nó đẻ con mương. Cua đó cái vậy. Cua đây hả? Nhí vẫn tiếp tục đào. Vẫn chưa biết kết quả. Kết quả có. Có không? Bị kẹp chưa? Ừ, rồi, rồi, cái giỏ nó không? Ừ. Căng tơ. Căng tơ. Chưa đụng à? Chưa tới hả? Dính bực đất rồi mọi nha. Đụng nào? Đụng chưa? Chưa. Đụng chưa? Chưa. Qua cái bực đất đó là kẹp anh đó. Trời ơi, con cua kìa. Bự không? Thấy con cua luôn kìa. Con cua này thì khác rồi. Qua mình đắt cứng chứ. Đỏ à. Bà thật không vô. Không vô. Quá chừng tôm dâm quá. Không vô vậy nè. Thôi đừng đào quá lỡ bờ nha. Không nào, hay nào không vô là đi đi. Lắp quá. Mình đào mình lắp lại nhưng mà đào sâu quá sợ nó lỡ á. Vô
Móc cua ra đây giả bộ hoài. Có đau đưa cua đây coi. Giỡn hoài. Giỡn hở kẹp. Ừ. Có nó nằm trong tay rồi, nghĩ kẹp rồi. Tay kia kìa. Giỡn giỡn hở kẹp giờ nè. Giỡn hở kẹp. Giờ đặt dấu. Mặt kìa. Biết lắm. Dao, dao. Ê, cái dao bỏ đâu nghe. Cái chân đạp cái dao á. Thu nó lên trên không gì ta. Chứ kỳ vậy. Thu lên khô. Đau, đau, đau. Oh, giờ chưa bệnh. Im. Cua đó im. Ôi. Đã đó. Càng tơ. Ờ, à, để rồi hả? Rồi, để rồi, vô đây. Để rồi. Để rồi luôn hả? Cua để rồi đó. Mương này có bộ cua nhiều nè. Đây, tay nhỏ thụt vô đây. Đây. Ê, ê. Giật cái đúng rồi kìa. Anh biết sao không tài. Nhí nó đụng con cua rồi, nó không bắt. Tiêu luôn hả? Cho mất đúng. Cái đụng cua động rồi, anh Tài đưa cái tay vô nè, phải kẹp anh rồi. Tiêu luôn rồi. Đồng ấy rồi. Có trời mất mà. Chạy qua, chạy qua 2 cây vậy nè. Nè. Dính vô kìa. Ừ. Kẹp đó. Sâu xuống chút. Kẹp gì có dính quần không vậy? Vô đích luôn. Chơi đụng cua rồi rút ra chứ người ta thọt tay vô trời. Chứ có đụng. Này, giận nó quá đụng. Giận đỏ mặt. Nó cài nó bự lắm. Đẩy không vô nhí. Càng nè. Dính rồi. Đâu? Nè. Ôi ui. Cua đực, càng tớ, càng tớ. Chụp lên em bắt cho. Chụp lại lên đi anh Tài. Trên. Ôi, cua dễ ăn vậy? Không, con cua đó đi chơi mới về á. Bắt đụng anh chồng. Có gan à. Bù lại mấy hang bắt khó ha. Dễ gì anh ta. Vậy mình không kẹp trời. Mương này cua nhiều nè. Vô cái hàng xịt vô. Không biết tới hay không này. Hai con thấy vậy trời. Ừ, hai con. Ai da, kẹp con. Chơi kì chơi. Con kia giống kẹp luôn ta. Nhưng con không đẹp con cho mất kẹp. Con đẹp luôn đây. Hai con bắt gan con mới được. Ai da, đã buông đi chứ bắt con này ra cái. Hình như bắt vợ nó kẹp mình. Tay tao bự thờ học cho nó. Chơi ta nữa kìa. Ôi. Con cua kìa. Nó vàng như con biển nha kìa. Bị phèn á. Ây da, con này kẹp thiệt. Tài thọt kìa mấy anh Tài hả? Con càng không kẹp gì nhiêu đâu. Chà. Kìa bắt nè, hang này hai con à. Con này con vợ à. Ông nhận bắt chồng nó chồng nhắc gì vậy chứ. Chụp lên nhé. Chụp lên em bắt nha. Đó cua mà. Đây, đây. Đừng đi. Đẩy cái tay không đẩy. Hai con. Hai con cào kẹp con. Đó, con trong có kẹp. Con ngoài nó kẹp. Ờ, con trong nó bị gì vậy?
cua mềm, cua da cốm mềm hả? Nó lọt nè, cái vỏ nè, nó dục nè. À rồi, kẹp lên nè, còn con nữa, còn con trong cái kẹp. Không có làm gì cả. Ôi dào dính dào ơi, đừng có hăng bơ nha. Ở trọng chi. Cần kinh con đây khó không, anh đang cầm con cua mềm quá này vô. Con này không bị kẹp ha. Ừ quá ảo. Cái nhỏ thật đêm nữa anh đây. Rồi biết. Mẹ ơi. Con mẹ ơi. Cái gì? Thật anh đây. Thật anh đây. Thật anh đây. Đó. Ký ngoài 2 kg rồi đó nha. Dạ. Ừ. Tìm. Hôm nay nồi cháo tới 1 triệu luôn. Cháo ngọt ngắt luôn rồi đó. 2 kg không? Đó à. Có vừa hơn 2 kg. Cua bự không à? Cua bự. Mày lâu lâu á. Cái này gặp cua biển thì cái cáp dính. Không được làm chạy chứ. Hai càng vô chỗ luôn. Cua biển không dữ hơn cua đồng. Đâu rồi. Cua bự bự không này cả nhà. Ngon quá chừng luôn ha. Giờ mình sẽ đem về nhà mình nấu cháo nha. Về sớm sớm anh em này, cua này mình còn đâm ra nữa. Cua bự bự vậy đâm hơi cứng á. Đây. Về đây. Ghé ngang vườn mình bẻ mớ bùn gót luôn. Giờ có mấy đám mưa. Cũng đỡ đỡ nè chứ chưa được tốt nha. Ừ. Ừ. Ngót này ăn cái lá hơi già già xíu á. Bẻ bị thúi đầu. Ừ. Nó chung 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 chung. Đây là quả. Ngon rồi. Ao cua. Giờ mình sẽ mần cái số cua này nha cả nhà. Con to to không. Để mình đâm nó ha. Này, hơn 2 kg. Cua mình đi thục về cả nhà, làm sạch rồi thì mình bắt đầu mình đâm, mình nấu cháo cua đồng, mình ăn với bùn ngót, mình có ăn kèm thêm hột vịt lộn nữa nha cả nhà. Giờ bắt đầu ăn cả nhà, cầm với ăn gạo. Vịt lộn gửi chị Ngọc và anh Trầm mua cả nhà. Lát mình bổ sung thêm với núm gom rồi hành luôn nữa. Chắc chưa nè, phải có giò heo nấu nghiêu luôn. Cua nó vàng này nè, cho gạch cua vô được. Trời này đang cơm ra luôn nhí ơi. Họ đặt lại hết ta. Đúng rồi đó. Nước mắm là chua nữa ha. Gà miếng là gạo. Trộn trộn. Giờ mình bỏ muối vô nha cả nhà. Cho mình bỏ muối.
muối vô cho hồi mình lượt, lúc mình lượt thịt cua cho nó mau nổi. Chọn điện lên cho nước vô. Cho nước vô nha. Sôi cả nha. Giờ mình vớt cái thịt cua lên. Thịt nha. Nhóc luôn á. Hai cái máy cua mà. Ép cho nó dẻ nước. Cho nó ráo ráo nước. Vớt lại đi nhé. Để ngồi nó chìm à. Đảo rồi. Nước dạo cua luôn cả nhà. Hồi nãy cháo này chất lượng rồi. Dạo bên đây. Rồi sau khi mình ép cho nó khô rồi này cả nhà. Cho con dạo cua lên đi. Cho dạo cua lên. Mình bỏ vô cháo nóng ha. Rồi múc ra múc. Bỏ vô chén. Húp một cái nó đã. Cua siêu béo à. Giờ mình nêm lên cả nhà, thì mình cho gia vị vô miếng đường với miếng mật ngọt. Cả nhà mình có nước cua mình có bỏ muối vô á. Vậy cho nó nêm cái mình cho miếng nước mắm vô nó thơm. Nên xong đó mình có thể mình nắp xuống mình bắt lẩu mình ăn cả nhà. Chưa. Chưa, còn bỏ nấm rơm vô chân chín. Chờ vô nấm rơm luôn đi, để hồi cháo nó nhừ. Hay cái lẩu cháo này thì mình nấu cho nó hơi lỏng một xíu. Năng bắt bếp ga nấu hồi nó sệt cũng ngon. Đó, nó lỏng lỏng như là dừa nè. Đừng có đặc quá mà cũng đừng có lỏng quá nha. Cho vô. Lòng này anh em đã luộc trước rồi nha cả nhà, nó chín rồi. Rồi nó nóng nóng nè. À mình để cái trứng sống mình đập cũng được nhưng mà ăn kiểu đó thì mình quay nó không được, thấy máu đẹp kiểu đó. Ừ. Nên là cách tốt nhất là mình luộc xong mình bỏ vô. Hết luôn cái gì? Hết phần nữa thôi. Được rồi. Được rồi. Ừ. Đấy, bỏ thêm. Đấy, không, bỏ thêm. Vô. Vô. Coi chừng nó nhảy nó nhí à. Gió quá cái bếp nó chưa kịp sôi nha cả nhà. Nó nóng rồi. Lên gió ngay luồn gió luôn. Trong đây thì có hành ha. Đó. Nát bỏ vô chén. Còn đây là gạch cua với lại thịt cua mình vớt hồi nãy á. Bỏ hành vô đây. Đó, vừa thôi trong này để mình múc vừa ăn thôi. Mình lấy. Mình ăn mình thêm nhúng thêm nữa. Cháo cũng được. Để nó mềm mềm. Đó. Em mất hình tại. Hơn chút nữa đây, nhí chút nữa.
Để thôi, chiến cháo lên yên chỗ rồi nhé. Ừ gì đó. Sắn sắn miếng vô, sắn miếng bỏ vô anh Tài. Như thế trời ơi giờ tiền gì cũng biết nữa nè. Đó đồ. Có mớp chưa? Đó chưa mớp mớp ít thôi mớp vô cùi nha ơi. Mớp nhiều à, hơi ấy cho anh ơi. Nóng không? Ừ, nóng. Bữa bữa lại được rồi nha. Ngon. Này thiếu anh Trọng với Hậu nha cả nhà. Thì anh Trọng đi quýnh lưới. Hậu thì bị cái mặt nổi cái gì á, bị dưỡng dài. Cho nên là không có đi chơi với mấy anh em mình được. Mớp ít rồi. Bữa nay thì có anh Tài. Nhiều nhiều mớp đi. Miếng nữa đi. Quá vậy. Giờ quên. Nãy giờ thiếu gia vị. Có sắc hành mà quên bỏ vô. Hành sắc diễn. Cái thay mặt của anh em chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Mời cả nhà ăn cháo cua đồng và vịt lộn với anh em mình nha. Hấp miếng ra Tài. Ừ. Sao anh Tài? Ngọt, thơm. Đã không? Ngon. Béo béo đúng không? Ừ. Cái này không còn để tả nổi nữa là Tài ơi. Hầu như là cái gì nó cũng ngọt á trong cái nồi cháo này hết trơn. Ba cái ngọt. Mớp đi, ngọt nè. Đi bắt cua đồng bị cua đồng kẹp về ăn nó ngọt ha lại ha. Phải Tài à. Không không, mà Tài bắt bữa nay bị kẹp la quá trời luôn nè. Ai à. Cái gì nó cũng ngọt hết trơn, nó không còn cái gì mà nó tả gì cháo mớp cũng ngọt nè, bụng ngót cũng ngọt nè, học dịch nè. Này ăn trời nắng hơi chưa đúng nè, mưa lâm gầm có nồi cháo hút nghe đã rồi nè. Ừ. Là chừng nửa lít rượu ha. Cái này thì biết sao không nhanh. Ừ. Mùi gió bắc á, thanh lạnh ha. Ha. Cái mùi ngót nó ngọt nữa. Ngọt luôn. Ừ. Rồi quá không ăn lộn ăn cái ngon quá. Bữa nào thử thách cái nữa này. Anh Trầm đó mình nên anh ăn được 30 trứng. Nó béo ăn một tả nổi rồi. Mà nó đã ở trong ngoài còn béo thật, nhiên cái này béo ngay nữa. Cái riêu cua nó ngon ha anh Tài ha. Này cắt thứ các loại ngọt đó, đưa vô rồi cháo rồi anh. Mớp nấm gươm hột vịt cua nữa. Bên này nồi cháo này cái gì cũng ngọt hết, hội tụ đủ rồi. Này mà theo mà nhậu nhiêu đây, bốn anh em nhậu chắc cỡ 2 lít á. Dễ nha. 2 lít mới hết mà ngồi á. Bữa này nhậu rượu hay nhậu bia không đúng sách nha. Đúng rồi. Này uống rượu mới đúng sách. Nhậu rượu mà nhậu mưa lâm râm rồi đó. Còn gì nói nữa. Uống ly húp miếng nữa cho nó. Ừ. Nấu cháo riêu à. Bữa nay anh tính ra anh Tài bị kẹp nhiều nhất hả? Anh bị kẹt 2 lần. Tại mấy lần? Nhiều lắm. Nhiều. Không nhớ. Ủa bắt dính con tôm luôn á. Đi bắt cua đồng mà dính tôm. Ừ. Rồi bữa nay dính mấy con tôm hả? 4 con. Cả 2 con. Cả 2 con. Cả 2 con chứ. Ừ. Còn 2 con. Cua đồng này thì mình làm được rất là nhiều món nha cả nhà. Số món có thể kể tới giống như là nấu bún riêu nè, đặc biệt là nấu bún riêu găm me nè, chiên giòn nè, chiên cá FC nha, chiên cá FC anh em mình có làm rồi, cua đồng chiên cá FC găm me,
luộc nước dừa, nấu canh rau tập tàng, nấu cháo, làm được rất là nhiều món luôn từ con cua đồng. Hai món luôn, rất là muốn nướng riêu và muốn nấu cháo. Ừ. Cua đồng hồi xưa thì nhiều, còn bây giờ ít. Bây giờ kiếm kiếm. Bây giờ đi thục được nhiều là nhiều rồi đó. Ừ. Mà phải có chim mà ban đêm á đi đi sôi được nó khỏe hơn. Ừ. Ban đêm nước nhiều quá. Con ừ. Thấy. Đi mồi á. À đó giờ mới biết cua ở cặp á. Vậy đó hả? Ừ. Mấy hàng biết đùng ưa ở cặp lắm luôn mà. Đó giờ đi thục cua đâu có ở cặp đâu. Ừ. Trời ơi, hồi lúc trước đi thục thì nó muốn riêu kìa. Với cái đợt mà mình chiên á. Đúng rồi đó. Ừ, chiên nhiều nhất luôn á. Chiên nhiều nhất luôn á. Nhiều nhất luôn mà anh thấy là hang hai con vậy đó. 10 hang thì hết 8 hang cặp rồi. Tại cua không dịch né. Dịch đâu vậy? Mẹ vô trứng đi trứng. Còn à. Ăn một cua mạnh nè. Hấp dương nó thơm một cua gạch này. Cua. Nãy cháy vậy. Cháy nãy cháy thơm. Cua mình tự bắt về mà mình tự làm cái riêu cua là ngon nhất. Bảy gà cháo không hết. Nó béo ha. Béo. Mà đợt này hình như cua gạch nhiều hơn đợt trước á. Ừ, đợt trước gạch. Đợt trước nó gạch ít. Ừ. Gạch nhiều. Đợt này gạch nhiều. Con nào cũng gạch. Đợt này như cua gạch xong. Hôm nay mình xin dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.